Kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em tham khảo một cái nền của khu đại ngân đường số 1. Thì trục chính của khu đại ngân luôn, cách đường Nguyễn Cừ tầm khoảng 500 m. Thì nền của mình diện tích bề ngang là 5, dài 20. Gần nền gốc luôn nha quý cô chú anh chị em. Thì lề của mình là lề 2,5 m. Đường thì đây ra đường Nguyễn Cừ sang bên này không. Đường của mình là đường 20 m nha. Thì gần các ngã tư rất đẹp. Thì đường này đường số 1 khu Đại Ngân, quận Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì cái này giá kêu hiện thời là giá 6,5 tỷ. 6,5 tỷ, chủ giá đầu tư của giá chủ đầu tư đưa ra là 6,5 tỷ. Có thương lượng. Để quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị xem khu vực này ha. Hướng sẽ Tây Nam. Các nhà sẽ quay hướng về Tây Nam. Đây gần ngay ngã ba. Dân cư rất là đông đúc. Mở quán nhậu ha, là kinh doanh các mặt hàng đều êm hết ha. Thì nền của mình ở đây thì không dính trụ điện, không dính cống nha. Nền rất đẹp. Diện tích là 5,20. Khu này rất tiềm năng phát triển. Thì khu Đại Ngân này là nằm gần đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Xe cộ đi rất là đông đúc. Đây là con đường chính, gần ngã ba luôn. Nền cách một nền gốc. Nền mình cặp với nền gốc ha. Thì quý cô chú anh chị em xem tham khảo. Nếu quý cô chú anh chị em có thích dự ý thì đến xem nền, thì có muốn mua thì liên hệ 0396 40 00 40. Thì để liên hệ với chủ đầu tư cho quý cô chú anh chị em thương lượng giá cả ha. Khu này rất là tiềm năng phát triển nha. Đây nhìn ra thấy đường Nguyễn Văn Cừ nó dài. Thì đây đó tầm khoảng chắc cỡ 400 m là tới rồi. Xe chạy ngoài đó nó sát bên nè. Đây ra cái bảng thấy rất gần, nhưng mà tầm khoảng đó thôi. Ở đây bắt đầu người ta cất nhà là rất là nhiều luôn. Nhà cao tầng luôn ha. Giọng đây có nhà cao tầng. Đối diện với nhà mình cũng có nhà cao tầng luôn ha. Nhà rất cao tầng luôn. Rồi rất mong quý cô chú anh chị em xem video, đăng ký kênh và ủng hộ kênh. Rất biết ơn quý cô chú và xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin nhắc lại diện tích của mình là 100 m2. Thì giá bán của đầu tư thì giá bán 6,5 tỷ. Có thương lượng. Rồi xin kết thúc video, xin cảm ơn rất nhiều.